Cổ tử cung cao là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Vậy thì cổ tử cung cao là như thế nào? Nguyên nhân và ảnh hưởng của nó tới sức khỏe sinh sản của chị phụ nữ chúng ta là như thế nào? Thì xin mời các bạn lắng nghe video chia sẻ của mình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Teresa Hà Mỹ, người chia sẻ trong chuyên mục Người Hiếm Muộn Hạnh Phúc, là một bà mẹ hiếm muộn với hành trình 11 năm đi tìm con. Chính vì vậy mình đã lập nên kênh YouTube này, và đây là nơi mình chia sẻ những kinh nghiệm xoay quanh chủ đề hiếm muộn, và cũng là nơi giúp chị em phụ nữ của chúng ta trở nên tự tin hơn, hạnh phúc hơn trong cái hành trình phía trước, hành trình làm mẹ của mình. Cổ tử cung cao là hiện tượng cổ tử cung nằm lệch và có kích thước dài hơn so với bình thường. Vậy thì bình thường là cổ tử cung của chúng ta sẽ rơi vào tầm 2-3 cm. Vậy để nhận biết được cổ tử cung của chúng ta có cao hay không thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta siêu âm để bác sĩ đánh giá. Vậy thì nguyên nhân nào gây cho chúng ta bị cổ tử cung cao? Thứ nhất là chúng ta bị dị dạng bẩm sinh. Thứ hai là chúng ta thực hiện các biện pháp phẫu thuật phụ khoa không đảm bảo an toàn. Ví dụ như là việc chúng ta làm phá thai có nhiều lần thì cũng dẫn đến cái việc cổ tử cung của chúng ta bị gặp vấn đề. Nguyên nhân thứ ba là chúng ta gặp các chấn thương hoặc tai nạn có ảnh hưởng tới tử cung, và tử cung trở nên bị biến dạng. Và thứ tư là chúng ta mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà chúng ta không chữa trị kịp thời, tạo thành các biến chứng gây ra cổ tử cung của chúng ta bị cao. Vậy thì ảnh hưởng của cổ tử cung cao đến sức khỏe sinh sản của chúng ta là như thế nào? Thì thứ nhất là cái việc cổ tử cung quá cao thì nó gây cản trở cái việc thụ thai. Đấy, do tinh trùng là di chuyển đến gặp trứng, nó sẽ bị khó khăn hơn, hoặc có thể là bị ngăn cản, hoặc là có thể là do cái quãng thời gian mà từ tinh trùng đến gặp trứng thông qua cổ tử cung nó bị lâu hơn, và chính vì cái thời gian nó lâu hơn nên dẫn đến tinh trùng có thể yếu đi, hoặc là gần như tinh trùng có thể bị chết trước khi đi vào gặp trứng. Thứ hai nữa là chúng ta mắc các nguy cơ động thai, sảy thai, sinh non ở những phụ nữ mang thai. Và thứ ba là cái việc cổ tử cung cao nó ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta, nó gây rối loạn kinh nguyệt. Chính cái việc rối loạn kinh nguyệt này nó gây ra cho chúng ta vô sinh hiếm muộn. Và thứ tư nữa là chúng ta có các nguy cơ cao mắc các bệnh viêm nhiễm cổ tử cung. Vậy viêm nhiễm cổ tử cung là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra cho chúng ta vô sinh hiếm muộn. Để video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn, thứ nhất là cổ tử cung cao là như thế nào, thứ hai là những nguyên nhân dẫn đến cổ tử cung cao, và thứ ba là những ảnh hưởng của cổ tử cung cao đến sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ chúng ta. Vậy video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn đến đây là hết. Nếu như các bạn cảm thấy video chia sẻ của mình hữu ích thì các bạn ấn link theo dõi để đón xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.